Những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay: các câu lạc bộ V-League tích cực đá giao hữu. Mục tiêu Olympic Tokyo và SEA Games 31 của bắn súng Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với bản tin Thể thao Việt Nam của Bóng đá TV và Thể thao TV. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin liên quan tới bóng đá trong nước. Theo dự kiến thì các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia có thể bắt đầu trở lại từ ngày 24 tháng 5, nên các đội bóng đã nhanh chóng lên phương án tập luyện và thi đấu. Sau câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì hôm qua, câu lạc bộ BKM Bình Dương đã có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Bình Phước. Trận giao hữu giữa BKM Bình Dương và Bình Phước đã diễn ra trên sân vận động Bình Dương. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Người đã ghi bàn cho đội chủ nhà là Hồ Sĩ Giáp, một cầu thủ cũ của Bình Phước. Sau trận đấu này, ban huấn luyện đội bóng đất thủ vẫn chưa có kế hoạch cho những trận đấu tập tiếp theo. Dự kiến, mùa giải của BKM Bình Dương sẽ trở lại tại vòng 1/8 quốc gia diễn ra vào cuối tháng 5. Cũng với mục tiêu khởi động trở lại sau khi tạm hoãn vì dịch bệnh, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, các cầu thủ Thang Hồ Ninh đã lên đường di chuyển đến Hưng Yên để chuẩn bị cho trận giao hữu với câu lạc bộ Phố Hiến. Ở thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã có mặt tại trung tâm BVF sẵn sàng cho trận giao hữu diễn ra tại đây vào lúc 15 giờ 30. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có đủ lực lượng cho trận đấu tập này. Hai đội bóng láng giềng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đã xác nhận có trận giao hữu vào lúc 15 giờ 30 ngày 16 tháng 5. Do cả sân Vinh và Hà Tĩnh đều trong giai đoạn cải tạo mặt sân, nên địa điểm được lựa chọn để đá giao hữu là sân tập tại thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức của đội chủ nhà sẽ có thêm đánh giá với tân binh Victor Mansaray kể từ khi đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Liên quan đến tương lai của Đoàn Văn Hậu tại câu lạc bộ Heerenveen, những ngày qua thì truyền thông Việt Nam cho biết đội bóng Hà Lan đã gửi thư muốn đàm phán với câu lạc bộ Hà Nội về trường hợp của hậu vệ sinh năm 1999. Hợp đồng cho mượn Đoàn Văn Hậu giữa Heerenveen và câu lạc bộ Hà Nội sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 và đội bóng của Hà Lan đã có động thái tích cực khi bày tỏ mong muốn tiếp tục muốn giữ chân cầu thủ người Thái Bình ở vị trí cánh trái trong một kế hoạch dài hơi. Tuy nhiên, tương lai của Đoàn Văn Hậu có thể sẽ được quyết định vào tuần sau. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Philippines PFF cho biết có kế hoạch nghiên cứu các biện pháp an toàn được áp dụng tại K-League để áp dụng cho bóng đá nước này. Ông Araneta, chủ tịch PFF cho biết K-League đã khởi động trở lại giải khi các ca bệnh do Covid đã giảm xuống một con số tại Hàn Quốc. Chủ tịch PFF cũng cho biết các nhân viên và cầu thủ tại K-League đã trải qua các bài kiểm tra Covid-19 trước khi các trận đấu được tổ chức. Ông cũng cho biết cách vận hành, kiểm soát bệnh của K-League rất đáng để học hỏi và nên được áp dụng cho các giải bóng đá tại Philippines. Câu lạc bộ Samut Prakan City của Thái Linh 1 cho biết đã chấm dứt hợp đồng của tiền đạo người Brazil Pedro Junior vì vi phạm quy tắc ứng xử của câu lạc bộ. Theo đó, Pedro gia nhập Samut Prakan City từ Buriram United trước khi mùa giải bắt đầu vào tháng 2. Tuy nhiên, theo câu lạc bộ này, tiền đạo người Brazil đã bị sa thải vì trở về quê hương mà không xin phép ban quản lý đội bóng. Được biết, Pedro Junior, người đã không thể gây ấn tượng trong 4 trận đấu đầu tiên cho câu lạc bộ mới nên đã quyết định quay về Brazil. Tiếp tục bản tin với những tin tức của làng bóng rổ Việt Nam. Theo thỏa thuận trao đổi giữa hai câu lạc bộ Thăng Long Warriors và Đà Nẵng Dragons đã được ban tổ chức VBA thông qua ở mùa giải 2019, đội bóng Hà Thành sẽ được quyền lựa chọn một vận động viên trong danh sách bảo vệ của đội bóng Sông Hàn tại VBA 2020. Và mới đây thì cái tên đó đã được công bố. Chỉ ít ngày sau khi các câu lạc bộ công bố danh sách cầu thủ được bảo vệ mùa giải VBA 2020, Thăng Long Warriors đã có công bố chính thức trên fanpage về cầu thủ mà họ được quyền lựa chọn trong danh sách của Đà Nẵng Dragons. Đó chính là cầu thủ Nguyễn Văn Hùng, thuộc quản lý của đoàn thể thao quân chủng phòng không không quân. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, có thể nói Thăng Long Warriors đang sở hữu đội hình chất lượng bậc nhất giải đấu, với 5 cái tên bao gồm Justin Young, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Thế Hiển, Đặng Thái Hưng và Nguyễn Thành Đạt. Sau thành công với dự án khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, 25 Fit sẽ có mặt tại Hà Nội trong thời gian tới. 25 Fit là chuỗi phòng tập với công nghệ EMS đầu tiên tại Việt Nam. Chỉ với 20 phút cộng với 5 phút chuẩn bị quần áo tập, mỗi người sẽ có trải nghiệm những bài tập toàn thân, trong đó tất cả các nhóm cơ lớn có thể được kích hoạt đồng thời và đồng đều bằng cách sử dụng các xung điện sinh học. Mô hình này được thành lập bởi những người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực fitness và kinh doanh. Với đội tuyển bắn súng, trong năm 2021, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung sẽ có hai mục tiêu chính là giành suất đến Olympic và sau đó là SEA Games 31 tại Việt Nam.
Bởi vậy, ngay từ lúc này, huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung và ban huấn luyện đã phải đề ra những kế hoạch nhằm giúp các vận động viên có thể đảm bảo thành tích tại hai sân chơi này. Đã hơn 5 tháng nay, huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung không vắng mặt ở bất cứ một buổi tập nào của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Dù bà còn có những công việc ở liên đoàn hay trên Tổng cục Thể dục Thể thao, lý do bởi đội tuyển mới triệu tập 19 vận động viên trẻ sẽ là trụ cột của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31. Bởi vậy, ngay từ thời điểm này, ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung là tìm kiếm và đào tạo các nhân tố mới sẽ có thể đảm bảo thành tích tại đấu trường lớn nhất khu vực. Thì chúng tôi đã chuẩn bị một cái kế hoạch cho SEA Games tại Việt Nam. Thì chúng ta có khoảng 17 nội dung. Đấy, như vậy là chúng ta có khoảng 35 bộ huy chương. Thì chúng ta phải chuẩn bị cái lực lượng của chúng ta phải gấp đôi. Hiện nay chúng tôi đang tập huấn khoảng 20 vận động viên thì chuẩn bị cho SEA Games sang năm. Chúng tôi phải cỡ khoảng từ 40 đến 50 vận động viên. Vào năm 2021, bắn súng Việt Nam sẽ có hai mục tiêu chính là giành vé đến Olympic Tokyo và sau đó là SEA Games 31. Tuy nhiên, với sự vắng mặt của xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh tại đại hội thể thao khu vực vào năm sau, thì vị huấn luyện viên sinh năm 1965 cũng phải có những tính toán về nhân sự nhằm đảm bảo thành tích ở cả hai sân chơi lớn này. Trong trường hợp mà anh Vinh Anh Cường mà tham dự mà có được cái vòng loại Olympic, với quan điểm của tôi là cái mục đích cao nhất là chúng ta phải phấn đấu là có huy chương tại Olympic. Còn nếu trường hợp mà các anh không đạt được những cái vòng loại Olympic thì riêng anh Cường sẽ nằm trong cái vị trí là dự bị cho SEA Games. Dự kiến trong thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tìm kiếm thêm 20 vận động viên trẻ vào đội tuyển nhằm đào tạo để đảm đương trọng trách giành vàng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Nếu kế hoạch này được triển khai đúng như tính toán của huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung, thì bộ đôi Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường sẽ được tập trung tối đa cho mục tiêu giành vé đến Olympic vào năm sau. Trước khi khép lại bản tin, chúng tôi xin lưu ý với quý vị khán giả là chương trình V-League Flashback sẽ lên sóng vào 17 giờ hôm nay trên kênh Bóng Đá TV. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2008 với siêu phẩm của Ngọc Duy. Ngoài ra, các bạn cũng có thể theo dõi các sự kiện thể thao hấp dẫn như giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tất cả đều sẽ có trên ứng dụng OnMe. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.